Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 10 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng một phần bệnh viện Ung bướu tỉnh để thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến nay, đa phần bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị tại các bệnh viện khu vực và tuyến huyện. Do đó, số lượng bệnh nhân điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 tuyến tỉnh giảm mạnh. Vì vậy, từ ngày 21 tháng 11, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Trong gần một tháng qua, song song với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã thu dung điều trị cho 167 bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là những bệnh nhân có các bệnh lý nền như ung thư, tiểu đường, huyết áp và các bệnh nhi dưới 16 tuổi. Với sự chăm sóc điều trị tích cực của các y bác sĩ, đa phần bệnh nhân đã có kết quả điều trị tốt, riêng có một bệnh nhân tử vong dù đã được điều trị tích cực. Các bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã khỏi bệnh, xuất viện. Bệnh viện cũng tạm dừng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 kể từ 21 tháng 11 và tập trung điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đến hôm nay thì sẽ không nhận bệnh nhân mới nữa và hoàn toàn không còn bệnh nhân F0 trong bệnh viện. Tuy nhiên thì nếu như tình hình dịch bùng phát và tỉnh có chỉ đạo yêu cầu thì bệnh viện Ung bướu cũng sẵn sàng để tiếp nhận đón nhận bệnh nhân mới để đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch của tỉnh. Như vậy, những bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn biến trung bình và nặng sẽ được thu dung điều trị tại Bệnh viện COVID-19 số 1, tỉnh Thanh Hóa. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh nới lỏng các điều kiện quản lý công dân trở về từ tỉnh ngoài và một số quy định phòng chống dịch tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi chính quyền cơ sở phải nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý, triển khai các giải pháp phù hợp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh đó, ý thức tự giác của người dân vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác phòng chống dịch. Chủ quan do đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, nên mặc dù được yêu cầu cách ly tại nhà sau khi trở về từ vùng dịch, nhưng bệnh nhân ở thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa không thực hiện nghiêm quy định. Sau khi bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 thì đã phát sinh nhiều F1, F2. Lực lượng chức năng phải phong tỏa cụm dân cư với 6 hộ dân nơi bệnh nhân sinh sống. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tại các địa phương trong tỉnh không chấp hành nghiêm các quy định cách ly y tế tại nhà, dẫn đến áp lực phòng chống dịch cho địa phương, thậm chí không ít trường hợp đã làm lây nhiễm COVID-19 cho gia đình cộng đồng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do người dân chủ quan nghĩ rằng mình an toàn. Tâm lý này cần phải được khắc phục ngay, nếu không dịch bệnh sẽ lây lan khó lường. Sau cái sự việc này thì chúng tôi có cái giải pháp, đó là nâng cao cái trách nhiệm của cái tổ giám sát cộng đồng, đặc biệt là nâng cao cái trách nhiệm của người dân trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp cách ly tập trung cũng như là cách ly tại nhà thì chúng tôi thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân được biết và tham gia trong cái việc giám sát các cái trường hợp cách ly tại nhà. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã nới lỏng nhiều quy định về phòng chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và cách ly. Những công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi từ vùng dịch trở về địa phương, gia đình đủ điều kiện cách ly riêng biệt sẽ được cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Điều này vừa thuận lợi cho người dân, vừa giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong việc tổ chức cách ly tập trung. Tuy nhiên, nới lỏng không có nghĩa là thả lỏng. Để việc cách ly được thực hiện nghiêm túc, các tổ giám sát cộng đồng phải hoạt động tích cực và phải phát huy tính tố giác cộng đồng. Bên cạnh đó, việc động viên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch vẫn là yếu tố then chốt. Quan trọng nhất là người dân phải có ý thức tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Khi mình về các vùng dịch về thì phải khai báo và đồng thời với thực hiện tốt các cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Song song cái việc tổ giám sát thì cộng đồng dân cư cũng phát hiện các đối tượng mà ví dụ có hiện tượng mà bệnh tật vùng dịch về mà không khai báo, người ta cũng báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương. Mỗi ngày trung bình chúng tôi khoảng độ 40 công dân trở về từ các địa phương tỉnh phía Nam về. Một số công dân cũng có cái ý thức chủ quan trong cái vấn đề về phòng chống dịch, tức là cho rằng là việc nới lỏng đó thì sẽ được tự do. Mà chúng tôi ngay sau đó thì cũng đã chấn chỉnh bằng nhiều cái văn bản chỉ đạo trực tiếp kiểm tra các đơn vị, và nếu những trường hợp cố tình chúng tôi đã xử lý hành vi vi phạm.
Chỉ tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận gần 1.700 ca mắc COVID-19, tăng gấp hàng chục lần tổng số ca mắc của 3 đợt trước. Số ca phát hiện trong cộng đồng ngày càng nhiều. Thực tế này đòi hỏi các địa phương phải có những giải pháp mới để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Trong đó, việc xét nghiệm tầm soát phải được thực hiện thường xuyên. Việc tuyên truyền phòng chống dịch phải đa dạng về thông tin, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch, những quy định mới để thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ tại Thanh Hóa đang đẩy mạnh dự trữ thêm nguồn hàng, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng để phục hồi tăng trưởng, đảm bảo duy trì kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh. 10 tháng năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 92.600 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Hiện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang thực hiện quy định thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với các hoạt động sản xuất lưu thông hàng hóa. Do đó, các hoạt động kinh doanh thương nghiệp và cung cấp các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn hoạt động ổn định, từng bước phát triển sôi động trở lại. Cùng với những nỗ lực phòng chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành công thương Thanh Hóa tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt, hàng Thanh Hóa về khu vực nông thôn. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong quản lý bình ổn thị trường, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 125.000 tỷ đồng. Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 lên khu vực sản xuất kinh doanh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thanh Hóa đã tập trung nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, sản xuất kinh doanh công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài vốn vay chung dài hạn có lãi suất ưu đãi dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, công ty này vừa được vay hàng tỷ đồng từ vốn lưu động để mua nguyên vật liệu chủ động trong sản xuất, từ đó có điều kiện nhận thêm đơn đặt hàng trong thời điểm cuối năm. Theo đại diện đơn vị, nguồn vốn ngân hàng với mức lãi suất hợp lý thực sự có ý nghĩa hỗ trợ rất lớn, tạo điều kiện doanh nghiệp duy trì ổn định và tăng trưởng. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn, khi các chi phí của doanh nghiệp phát sinh và tăng cao do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dòng vốn ngân hàng là một cái dòng vốn mà mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Thì để doanh nghiệp đầu tư về nguyên vật liệu, đầu tư về trang bị công nghệ và đầu tư về nhân công, thì cái nguồn vốn là một cái động lực và một cái mà không thể thiếu của doanh nghiệp được. Nếu mà không có ngân hàng mà đồng hành ấy, thì doanh nghiệp cũng không thể tồn tại và cũng không thể vượt qua được cái đại dịch này. Trước khó khăn do tác động của dịch bệnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thanh Hóa đều hướng dòng vốn tập trung đầu tư cho 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên gồm xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức từ 4 đến 4,5% một năm đối với cho vay ngắn hạn, từ 5 đến 6% một năm đối với cho vay chung dài hạn. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, giảm so với cùng kỳ từ 1,5 đến 2% một năm, đồng thời thực hiện linh hoạt các phương án sản xuất đã duy trì được hoạt động và từng bước phát triển ổn định. Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi thì cũng đã được phía ngân hàng hỗ trợ rất là nhiều, giảm lãi suất. Rồi thì cũng gia hạn thêm cái thời gian để trả tiền gốc. Nhờ có cái sự hỗ trợ từ phía ngân hàng đấy, công ty thì cũng đã phát triển rất là nhiều các cái dòng sản phẩm để đưa ra thị trường. Chi nhánh Thanh Hóa cũng đã gửi tới gần 4.000 thư ngỏ từ lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là theo đúng chương trình là các nữ doanh nghiệp là chủ. Bên cạnh đó thì đặc biệt là các doanh nghiệp mà có ngành nghề kinh doanh đặc thù là sản xuất, có những lượng lao động lớn, lao động đông. Và bên cạnh đó là những cái doanh nghiệp mà đang đóng góp những cái ngành nghề sản xuất thiết yếu ổn định cho nền sản xuất kinh tế của tỉnh thì là đang là chi nhánh là đã triển khai khá là đồng bộ. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc mà mở rộng hoạt động sản xuất khi mà đã các cái kế hoạch đơn hàng và đầu ra đã ổn định rõ ràng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên khi được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, về môi trường kinh doanh sẽ là động lực cho tăng trưởng và phát triển. Trong đó, chính sách tín dụng đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn hiện nay, việc tập trung dòng vốn tín dụng cho khu vực này càng cần thiết và phù hợp. Vừa tạo điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, vừa là động lực để thúc đẩy các ngành lĩnh vực phục hồi và tăng trưởng.
đến giữa tháng 11 năm 2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho gần 2.400 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 100 khách hàng với dư nợ trên 900 tỷ đồng. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt đúng quy trình chăn nuôi gà an toàn sinh học, nên trang trại chăn nuôi gà thương phẩm quy mô lớn của anh Đoàn Đình Phúc, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã an toàn trước dịch bệnh, đem lại thu nhập cao. Năm 2016, anh Đoàn Đình Phúc, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương được Ủy ban Nhân dân xã tạo điều kiện cho thuê thầu 1,4 hectare đất 5%, đồng thời anh mua lại 0,6 hectare đất của 5 hộ dân trong xã. Có đất, anh đầu tư xây dựng 2 chuồng hở. Khi đủ điều kiện chăn nuôi, tháng 7 năm 2018, anh đầu tư thả nuôi 20.000 con gà lai trọi thương phẩm. Ngày lứa đầu tiên, anh đã thành công và thu lãi trên 450 triệu đồng. Và từ năm 2019 đến 2020, quân bình mỗi năm anh thu lãi gần 1 tỷ đồng. Tuy đem lại giá trị thu nhập cao, nhưng việc nuôi chuồng hở cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Vì vậy, để phát triển chăn nuôi bền vững, cuối năm 2012, anh đầu tư cải tạo nâng cấp 2 khu chuồng trại cũ thành 2 khu chuồng lạnh khép kín với quy mô 8.000 con gà một khu. Việc đầu tư chuồng lạnh khép kín ứng dụng công nghệ cao với hệ thống làm lạnh quạt thông gió giúp điều hòa nhiệt độ ổn định trong chuồng nuôi. Ngoài ra, bên trong trại, hệ thống máng nước cho ăn đều tự động nên giảm được công lao động, đảm bảo được yêu cầu phòng chống dịch. Do áp dụng quy trình chăm sóc và phòng bệnh nghiêm ngặt nên đàn gà tại trang trại đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, để có gà bán thường xuyên, anh đầu tư nuôi theo hình thức gối lứa, nhờ đó hiệu quả tăng lên rõ rệt so với hình thức chăn nuôi cũ. Từ đầu năm đến nay, anh đã xuất bán 6 lứa gà, mỗi lứa khoảng 8.000 con, thu lãi gần 800 triệu đồng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng gà thương phẩm của trang trại anh Phúc được các công ty đơn vị trong và ngoài tỉnh ký kết tiêu thụ ổn định. Trước khi bước vào trong trang trại là đồ bảo hộ là phải thay, đi giày cũng là phải thay. Trong khuôn viên trang trại thì khi vào khu chăn nuôi thì đều phải đi qua những cái bệ sát trùng. Bệ sát trùng vào khu trang trại và bệ sát trùng vào từng chuồng một. Thế nên hạn chế được cái vấn đề mà bệnh tật nó lây lan qua người tiếp xúc bên ngoài vào trong chuồng. Từ việc xuất hàng tất cả là đều phải đem ra ngoài xuất chứ còn không xuất ở trong khu đây. Từ kinh nghiệm chăn nuôi gà của mình, anh Phúc chia sẻ, để thành công trong chăn nuôi gà, điều đầu tiên và quan trọng nhất là việc phòng bệnh. Định kỳ thực hiện công tác vệ sinh sát trùng tiêu độc 1 tuần 2 lần khu vực bên ngoài và 1 tuần 1 lần bên trong chuồng gà. Khâu quản lý chuồng trại phải thực hiện nghiêm, không cho người lạ vào khu vực chuồng nuôi và đặc biệt phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Về cái lịch vaccine thì chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh về cái lịch vaccine của các công ty thuốc và công ty thức ăn chăn nuôi họ tư vấn. Thì đối với con gà màu này thì trang trại chúng tôi nó làm khoảng 8 mũi mắc vaccine. Tất cả đều làm đầy đủ quy trình theo từng bước một, như là về dịch tả là 1 này, về Newcastle là 2 này, về bệnh Gumboro 3, bệnh đậu là 4, và đặc biệt là cúm gia cầm. Cúm gia cầm là con gà khi được 35 ngày tuổi chúng tôi đều phải tiêm cúm gia cầm định kỳ. Tổng đàn gà của gia đình nhà anh cũng bằng 16.000 con thì đến ngày cũng là đảm bảo an toàn và để chuẩn bị xuất chuồng. Thì mọi các đường lối chủ trương này gia đình đều chấp hành tốt. Mọi cái công tác phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân xã đây là. Hiện nay anh Phúc đang đầu tư xây dựng thêm một khu chuồng lạnh khép kín với quy mô 9.000 con, đồng thời đầu tư áp dụng khoa học công nghệ mới trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn dịch bệnh và nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa Hương sắc vùng cao và liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, là ngày hội lớn của nhân dân các huyện miền núi. Tuy nhiên, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến nguy hiểm phức tạp, hoạt động này đã được thay đổi hình thức tổ chức một cách linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đạt được mục đích ý nghĩa đã đề ra. Thay vì biểu diễn trên một sân khấu lớn có sự theo dõi, thưởng thức, cổ vũ của đông đảo công chúng, thì nay, các nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên của 11 huyện miền núi lại chọn những nơi vắng vẻ, cảnh đẹp để biểu diễn, ghi hình các tiết mục nghệ thuật dân gian tham gia lễ hội văn hóa Hương sắc vùng cao năm 2021. Mặc dù không có được không khí tưng bừng, náo nhiệt như biểu diễn trước công chúng, nhưng bằng tình yêu, lòng tự hào về kho tàng văn hóa, nghệ thuật dân gian giàu bản sắc, phong phú của dân tộc, các nghệ nhân vẫn rất say sưa, tâm huyết trong từng lời ca, điệu múa. Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tham gia lễ hội như thông báo cho diễn viên trước 7 ngày tự theo dõi sức khỏe,
trước khi tập trung tập luyện, giảm tối đa số lượng diễn viên tham gia. Trong thời gian tập luyện và trình diễn, yêu cầu diễn viên hạn chế ra khỏi nơi tập luyện, thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu diễn viên thường xuyên tự theo dõi sức khỏe. Ngay sau khi có hướng dẫn của ban tổ chức lễ hội về việc thay đổi hình thức từ tổ chức tập trung trực tiếp sang thực hiện các video clip, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch các huyện đã bắt tay dàn dựng tập luyện ghi hình, biên tập các clip dự thi với các nội dung chương trình nghệ thuật dân gian, trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa, trưng bày triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, trình diễn giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng, tuyên truyền quảng bá du lịch của địa phương và trình diễn trang phục truyền thống. Trung tâm đã có một cái hình thức tổ chức rất là tốt, vừa làm tốt là không bị đứt đoạn cái hoạt động văn hóa truyền thống, nhưng đồng thời vẫn tham gia được đóng góp và khoe được cái bản sắc văn hóa của cái huyện mình, cái vùng mình. Chúng tôi đã cử các cán bộ hướng dẫn trực tiếp để làm sao mà cái chương trình này nó đảm bảo vừa về hình thức, vừa nội dung chất lượng. Đối với các trung tâm văn hóa sau khi sáp nhập, đấy là có cả bộ phận của đài về, thì lần này các cán bộ, biên tập viên, phóng viên của đài đã làm tốt cái công tác tuyên truyền này. Mặc dù không thể thay thế được những không gian lễ hội truyền thống, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, hình thức tổ chức ghi hình, dựng video clip các hoạt động, nội dung lễ hội là một cách làm linh hoạt, phù hợp, vừa tạo được sinh hoạt văn hóa bổ ích ý nghĩa, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các video clip này còn là nguồn tư liệu phong phú giúp các địa phương tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quảng bá, thu hút đầu tư trên lĩnh vực phát triển du lịch một cách rộng rãi hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cùng những khó khăn trở ngại do đại dịch COVID-19 đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục yêu cầu phải có những bước chuyển mạnh mẽ để xây dựng môi trường học tập hiện đại, thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Điều này đòi hỏi bản thân mỗi thầy cô giáo cũng phải tự học, tự thay đổi để thích nghi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một giờ học toán đặc biệt của học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Yên Định 1, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù thầy giáo không đến lớp, nhưng học sinh vẫn nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng bài trực tuyến. Còn tại lớp này, do có một học sinh đang phải cách ly y tế tại nhà, nên các tiết dạy trực tiếp của giáo viên đều được kết nối trực tuyến tới học sinh. Nhờ những lớp học 2 trong 1 mà từ đầu năm học đến nay, mặc dù có thời điểm trường có tới trên 300 học sinh giáo viên liên quan đến các ca bệnh COVID-19 phải tạm dừng đến trường, nhưng không dừng việc dạy và học. Đây là kết quả quyết tâm nỗ lực của tập thể ban giám hiệu và bản thân mỗi giáo viên trong việc huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến, tìm tòi ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng sáng tạo linh hoạt các hình thức dạy học. Số giáo viên cách ly ở nhà tương đối nhiều, nên giáo viên ở nhà có thể dạy cho học sinh ở trường. Giáo viên ở trường có thể dạy cho cả lớp cách ly ở nhà. Cái số học sinh cách ly nó liên tục là nó ở nhiều lớp, trên nhà trường đã dùng cái biện pháp là giáo viên ở trường có thể vừa dạy cho học sinh ở nhà, vừa dạy cho học sinh ở trường, đáp ứng được cái việc học, duy trì cái việc dạy và học cho nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, tôi có thể là ghi hình, ghi âm vào bài giảng Boy để giúp các em vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến. Đấy, thậm chí là các em linh hoạt về thời gian trong việc học, các em có thể học bất cứ lúc nào. Đặc biệt là đối với những cán bộ giáo viên mà đã có tuổi, ấy, trước đây ít khi sử dụng đến công nghệ thông tin. Đấy, nhưng được sự hướng dẫn chỉ bảo của ban giám hiệu và trước bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, thì các thầy cô cũng đã rất là cố gắng, nỗ lực, đã vượt qua được chính mình và đã sử dụng rất là linh hoạt công nghệ thông tin trong giảng dạy. Việc trau dồi, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cũng là giải pháp quan trọng giúp nhiều giáo viên phát huy tốt năng lực nghiệp vụ, số hóa bài giảng và thành công trong việc mở rộng phạm vi đối tượng dạy học trên không gian mạng. Thầy Lê Đình Hiền, giáo viên lịch sử trường phổ thông liên cấp Đông Bắc Ca, thành phố Thanh Hóa là một ví dụ. Hiện thầy Hiền đang có hàng nghìn học sinh trên khắp cả nước theo học trực tuyến. Các video bài giảng của thầy Hiền luôn thu hút rất đông học sinh theo dõi. Năm học 2020-2021, thầy Hiền đã ôn thi Trung học phổ thông quốc gia trực tuyến cho khoảng 1.000 học sinh, trong đó có 11 em đạt điểm 10. Để mà học sinh có cái sự đam mê đối với
Các hình thức dạy học trực tuyến thì trước hết là giáo viên phải cực kỳ có cái tâm huyết và cái chuyên môn. Cái thứ hai là giáo viên cần phải có sự tiết chế trong cái phạm vi kiến thức, không thể nào mở rộng quá, cũng không thể nào là đọc lại sách giáo khoa cho học sinh được. Thứ ba là giáo viên cũng cần có những cái sự nhanh nhạy trong việc sử dụng các cái phương pháp dạy học và gây hứng thú cho học sinh. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài khiến cho hình thức dạy học trực tuyến đang trở thành xu thế tất yếu, được áp dụng ngày càng rộng rãi. Mặc dù có những hạn chế nhất định và không thể thay thế hình thức dạy học truyền thống, nhưng đây là giải pháp tối ưu nhất giúp cho việc dạy và học không bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Sự thay đổi này vừa là thách thức nhưng cũng là động lực để đội ngũ giáo viên không ngừng tự học, làm chủ công nghệ, góp phần quan trọng duy trì trạng thái học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Với quan điểm không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, thời gian qua lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng xe, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Chiếc xe này đã được cải tạo cơi nới kích thước thành thùng để chở vật liệu xây dựng. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra, thay vì xuất trình các giấy tờ liên quan thì tài xế lại lấy lý do không mang giấy tờ và liên tục gọi điện thoại, không hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm. Đây chỉ là một trong số rất nhiều chiêu trò mà các tài xế điều khiển xe vi phạm kích thước, tải trọng áp dụng để đối phó với lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông công an thị xã thì tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với lại những cái trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm về cái tải trọng kích thước thành thùng địa bàn thị xã, thì là bố trí các tổ công tác khép kín địa bàn 24 giờ để xử lý những cái trường hợp mà cố tình trốn tránh. Ghi nhận thực tế tại một số nơi trên địa bàn tỉnh, tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng, xe chở vật liệu xây dựng không che chắn hoặc che chắn không cẩn thận vẫn diễn ra. Đáng chú ý, nhiều chủ xe còn sơn phần kích thước thành thùng cơi nới giống với màu sơn của thành thùng xe, hoạt động ngoài giờ hành chính hoặc ban đêm để né tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quan điểm không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để kiểm soát tải trọng xe. Trọng tâm là phân công lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm và khu vực các mỏ khai thác khoáng sản để ngăn chặn xử lý vi phạm. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 5.600 trường hợp vi phạm về quá tải, phạt tiền hơn 25,4 tỷ đồng. Xử lý gần 2.700 trường hợp vi phạm quá kích thước, cải tạo thành thùng, phạt tiền 11,1 tỷ đồng. Xử lý cái quá khổ quá tải thì nó cũng gặp một số cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là cái lực lượng của mỏng. Thứ hai là cái tuyến địa bàn Thanh Hóa nó rộng. Và thứ hai là những người mà kinh doanh vận tải thì người ta tìm cách đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Trong thời gian tới thì toàn bộ lực lượng giao thông tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh các cái xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là cái quá khổ quá tải trên địa bàn Thanh Hóa, để làm giảm thiểu cái tình hình vi phạm nổi cộm về quá khổ quá tải ở trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động các cái chủ mỏ để thực hiện cái việc kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn. Tiếp đó là kết hợp với cái biện pháp sử dụng các cái hệ thống camera an ninh để chúng tôi phát hiện những các cái xe chở quá khổ quá tải, và đặc biệt là tập trung lực lượng tăng cường trên các tuyến để xử lý nghiêm, dứt điểm các cái tình trạng xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng trên địa bàn. Dự báo những tháng cuối năm, nhiều dự án công trình được gấp rút thi công nên nhiều chủ xe sẽ cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng hóa quá tải. Vì vậy, lực lượng công an trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xe chở quá tải trọng, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.